Xin chào quý vị các bạn. Trên hình các bạn thấy trọn bộ linh kiện của điện thoại Lumia 950. Và đây là phần cục rung của Lumia 950, rất là nhỏ nhé. Khi bạn gặp lỗi sự cố liên quan phần cục rung của Lumia 950 không rung được, quý hàng vui lòng mang máy qua các địa chỉ của di động cao cấp.vn. Hiện nay di động cao cấp.vn đang địa chỉ cung cấp tất cả linh kiện của điện thoại Lumia 950 nói chung và phần cục rung của Lumia 950 nói riêng, phụ quá trình sửa chữa thay mới khi cần. Quý hàng chỉ cần mang máy qua cái địa chỉ của di động cao cấp.vn. Kỹ thuật viên của di động cao cấp.vn sẽ tư vấn và hướng dẫn cụ thể chi tiết nhất quý vị các bạn. Xin cảm ơn quý vị các bạn đã xem video giới thiệu dịch vụ thay mới cục rung của điện thoại Lumia 950 tại di động cao cấp.vn.